lên luôn rồi. Cái áo nó tuột lên luôn. Chào cả nhà, hôm nay ăn đồ Mỹ quá nhẹ, nó ngán quá à. Nên là mình đi chợ mình mua cái gói mì mì tương đen về ăn cả nhà ơi. Bỏ thêm rau với lại cái tôm. Làm mì tương đen à. Mời cả nhà. Lần đầu tiên mình ăn mì tương đen cả nhà ơi, không biết ngon không? Mình rất muốn là ăn mì tương đen nhưng mà không có cơ hội đi nhà hàng Hàn Quốc ăn, nên là hôm qua đi chợ thấy cái gói này á, cái mua về nó ông xã mua cái này về ăn thử xem. Okay, sweet peas. If you want some more, you tell me and I'll make you some more, okay? He won't even eat that. What happened? He ate 4 pancakes yesterday. You want syrup? Yes, please. Well, in my house... What? In my house, I just point at it. You want syrup? There it is. You gotta help yourself. Get right on it. That's it. À, mời cả nhà. Mời cả nhà ăn tương đen với mình. Mời cả nhà. Qua wow, chừng mình đủ các mình ăn là mình phải bỏ đủ rau chứ không thôi là ăn mà ăn không là mình không chịu ăn. Cộng ta đi. Ủa nãy bây giờ con có cảm ơn dì Corinne chưa? Con cảm ơn dì Corinne chưa? Sao mẹ chưa nghe? Did he thank you? He did it. I didn't do it. Okay. Chị bạn mình chỉ không ăn sáng, mình thì với nhóc ăn sáng, mà mình kêu nhóc ăn mì với mình nó không chịu, nó đòi, nó nịnh dễ sợ. Nó nói gì Corinne làm nó mới ăn, còn mẹ làm nó không ăn, nó nịnh ghê không? Hửi mùi tương cả nhà ơi. Ăn thử cũng được. Steve, I found the perfect peeler for him. This kind. She likes it. No, ngọt ngọt. I just bought that peeler. This ngọt ngọt. I just bought that peeler. The same one? No. No, she was using this weird kind. It just got a solid blade on it. She was using this really funky kind. Là chưa ăn lần nào. Yeah, just a solid blade. This one, just like nó that. Hơi ngọt ngọt. You should see her use this. It's a million times easier. I don't know why, but it is. Okay, so ngày mai nhà mình về rồi hôm nay. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn cả nhà ơi. Right, so mà buổi sáng nhà mình ăn lễ tạ ơn xong cái nhà mình đi về ăn lễ tạ ơn với anh chị xong cái đi về anh xã đi làm, nhóc đi học lại, nhóc nghỉ tomorrow 3 ngày hay không hả? 3 more days? No, tomorrow không? Tomorrow. By the airplane again. Đúng rồi. Why the airplane again? Cái mì màu đen ngủ quá cả nhà. Nó ngọt ngọt, nó ngọt ngọt. Thơm mùi tương vậy thôi hả? It'll look like the exact same airplane. It mình might là be. Thấy người Hàn Quốc họ ăn á. Mình là cứ plane. Muốn ăn thử. Mà hôm nay ăn thử yes. Được rồi nè. Vẫn chưa có quen nhưng mùi vị hơi là lạ. Mình thích ăn mì cay hơn. You like it now? Yeah. Good. You gonna eat it all? Maybe. Maybe. We'll see. You'll probably grow an inch. If you do. Like that. Bỏ tí xíu à.
cây ngọ vô ăn ngon á. Thì bạn mình chỉ nói chị chưa bao giờ ăn sáng hết. Mà mình nói sáng mà không phải ăn, ăn là chị không nổi. Qua một đêm rồi á. Nằm một đêm rồi mà không có ăn á. Đói bụng còn cạo á. Còn chị của thì bạn mình á. Chị á không ăn sáng quen rồi. Từ hồi lâu giờ chị cũng không có ăn sáng nên là mình rủ chị ăn sáng á chị không ăn. Mà mình ăn sáng đồ Mỹ mình ngán quá là mình ăn không nổi nên là mình mua mì về ăn. Trai mình hôm nay khỏe đó nè, hôm đợt bị chó tông cái. Hôm đợt ê ha, nghe cái răng ra coi. Đó, rồi hôm nay đi qua đây chơi. Ừ. Hôm qua anh chàng rụng mất cái răng cả nhà ơi. Thay một cái răng nó tầm bị thay một cái răng, nghe răng ra phe cả nhà coi. Có răng mới, có răng mới. Hôm đợt bị con chó nó tông phát cái bị đầu nay đỡ hơn rồi nè. Đi đi về là kêu đi bác sĩ xem là cái dây chằng nó có bị gì không. Nhưng mà hôm nay anh chàng kêu hết đau rồi. Nhưng mà cũng phải đi kiểm tra thôi chứ cũng thấy sợ lắm. Chưa lẽ người ta cũng không có làm được đâu. Mà hôm nay khỏe rồi. Hôm nay thì cười tươi rói rồi, mấy ngày trước là mặt nhăn vì đau á. This guy. I would have seen this firsthand if I would have been at work. Okay. Because I work outside in the corner of the building. That would have been not even a quarter mile from where I was standing. Okay. We got to get the south side of the plant building. Then it comes away across. You got parking, and then there's a perimeter fence, okay, and a whole bunch of dirt, and then there's a highway that runs this way. Okay. That highway, it has, it goes like this, and there's Airport Road comes like this straight at the plant, and you come down, and you either go under it and take a left, 90 degree left to go west, or if you're going to go east, you come down and you come up and it makes like a 90 degree and then you get on the highway there. Well, right there, there's one of those big, heavy concrete barriers. Oh, separate. Right there. On the other side of that barrier is two lanes, four lanes of highway. No. And then past that is two more lanes, exit lanes. So that's six lanes plus the area and the perimeter fence. This guy come down Airport Road and went straight. He blew right through that concrete barrier, launched over six lanes of highway. What kind of thing? Down over, no, in a car. Oh. Through the perimeter fence and landed in the Bowen parking lot, and the car just blew up. Is he alive? No. What happened? Was he on drugs or what? I don't know. They figured he had to be doing at least triple digits speed. No shit. To launch 300 feet in the air. Maybe he was. Ông xã đang kể gì cũng biết nữa. Well, he did. It's like a meteor. Wow. Yeah, he was like a meteor, all right. Wow, that's horrible. I would have been standing right out there. I would have seen that. Dang. Every Friday night, Saturday night, I work out there. You get scared? I hear those guys come down racing down the freeway, just wide open. Idiots. Last year, a kid got killed on a motorcycle. He failed to make a turn. Yeah. That's terrible. Well, survival of the fittest. Can't save everybody. Trời ơi, kể em. Anh chàng nào bị accident không?
Yeah. You done? He did pretty good, I have to say. Wow, anh trai mình nay ăn giỏi nè. You want some more now? I'll make you some more. Oh yeah, right. I can make another big one. You sure? Yeah. Okay. Thay một cái răng mới. I can. You want an orange? No. Apple. No, thank you. Okay. You could give it to Roman. Let him eat off your plate. No, seriously. Hand him your plate. He'd be happy to have that. Just call him over and hold on to your plate real tight. I'll put it on the ground. Okay. Chị kêu cho ông Sáu ăn. He would be happy if you could hand it to him. Put it on the ground. Okay. Roman, Nam's got you a treat. Go see what he has. Come here, Set buddy. Set it down. Come here, buddy. Đâu rồi? Okay. Rồi, sir. He just ate the whole thing in one bite. Yep, don't take the plate while he's eating, though, okay? Yep, he's a piggy. Piggy. Good boy. Okay. Mình ăn nãy giờ gần hết luôn à. Okay. He just ate the whole thing. He sure did. It's one bite. Yep. He wants to clear off the plate. He's doing a good job, I'm assuming, right? What? You want to... Ôi trời ơi! Mới nhảy lên kêu á! Okay, where's the plate, Roman? Can mommy have it? Give it to mommy. He's go. Clearing it off. Yeah, cho go put it right in the cabinet. Now I don't have to wash it. Would that be gross? I know, huh? I wouldn't do that. It sounds disgusting, right? Roman likes it. Wait, okay, no, wait, wait, okay, good, huh? Good job, ma'am, you did good on your breakfast. I'm gonna eat one. You ate almost two, you did pretty good. Good, it was so good. Oh, I'm done. It was what? It's good, yeah, it's good. Come down here. Oh wow. Probably triple digit speed. Bây giờ thấy mẹ ăn giỏi không? Mình ăn hết nguyên một dĩa mì tương đen luôn. Tại mình ăn không quen cả nhà ơi, không có ăn quen cái mì tương đen này nhưng mà mùi vị nó là lạ. Ngon quá. Mùi hơi ngọt ngọt nhưng mà vẫn ngon. Bye cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.